Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn cái mình có cái men CPU. CPU này là CPU socket 1150 con 2030 3GB nha các bạn. Quay hay quá. Để mình chỉnh cái hai mươi ba mươi ba ghi này là socket 1150 nha các bạn. Với cái men này là men men Z-Way nha các bạn. Z-Way. Hết bảo hành rồi. 36 tháng, tháng 11 năm 2015. 16, 17, 18. Tháng 11 2018 hết bảo hành rồi các bạn. Thì cái men này mình cũng mua lại của khách thôi. Mấy bạn có nào mà bị hư men hay gì đó, này men chạy socket 1150 RAM 3 nha các bạn. RAM 3. Hư men có cần có thay men thì liên hệ với mình. Cái men với CPU này mình bán với giá là 100 ngàn nha các bạn. 100 ngàn nha. Men với CPU nha. Men CPU luôn. CPU 3GB nha các bạn. CPU 2030 bao xài một tuần nha các bạn, bao xài một tuần luôn nha. Thì các bạn nào mà có mua RAM thì có RAM luôn, RAM 2GB nè. RAM 2GB, RAM 3 nha các bạn. RAM 2GB, RAM 3. Có RAM 2GB. Các bạn nào có nhu cầu 2GB thì có 2GB. RAM 2GB. RAM này thì rồi tháng 8 năm 2017. Này là bảo hành đến tháng 10, ngày 10 tháng 8 2020 nha các bạn, bảo hành đến nè. Còn bảo hành luôn nha các bạn. Bảo hành đến ngày 10 tháng 8 2020 nha các bạn. Còn bảo hành luôn nha. RAM này thì mình bán là 2GB nè. 2GB thì mình bán 100.000 cây thôi. Còn mấy bạn nào có mua 4GB, mình có 4GB luôn nha các bạn. Có 4GB lạc đâu rồi. 4GB. Còn bạn nào có nhu cầu mà mua card màn hình nha. Đây mình có cái card màn hình luôn. 1GB nha bạn. Card màn hình này card 1GB của Gigabyte nha. Thì mình
bao xài một tuần luôn nha, bao xài một tuần, bao xài một tuần luôn. Thì cái cạc này thì bảo hành 3 năm, 13, 4, 15, 16 hết bảo hành rồi. Mình 3 gì, 1 gì của Gigabyte nha các bạn. Gắn được cái main này luôn nha các bạn. Gắn vừa vô cái main này luôn nha. Thì mấy bạn nào mua thì mình tới mình test cho mấy bạn, còn bao xài cho mấy bạn một phần nha. Có nhiều nhiều cạc nha bạn, đây luôn cũng một ghi nè, có ghi bài nè. Cạc này là R545 545 nha bạn. Cáp 3.0 nha các bạn. Pi 3.0 nè. Pi 3.0 nha. Đây. Còn đầy đủ phụ kiện hết rồi. Em này còn mới tinh trong hộp nha các bạn. Tinh luôn. Lấy cho bạn coi. Thì mình cũng cái này mình cũng bao xài cho mấy bạn luôn nha, đồ cũ mà bao xài cho mấy bạn một tuần nha. Cái này mình để cho mấy bạn giá là 50.000 thôi, bốc 50.000 thôi. Này xài củ cứng loại lớn nha bạn, cứng lớn như loại kiểu như này. Cứng nha, loại lớn nha. Này, thì mình cũng giới thiệu thêm là mình có rất là nhiều ổ cứng mà loại 80GB nha các bạn. Mình thanh lý của tiệm net thôi, 80GB. Thì mấy cái này thì mình mang giá rẻ thôi, ổ là 50.000 ổ. Bao xài từng luôn, test tại chỗ cho các bạn coi luôn nha. Đó, 80GB Seagate. Mình có rất nhiều luôn nha. Đây. Đây. 80GB nè. 80GB Seagate, toàn bộ là Seagate nha các bạn. Seagate mà SATA hết nha các bạn. Cổng SATA hết nha. SATA hết nha. Cái thời gian bảo hành thì em coi bảo hành. Cái này chắc cũng hết bảo hành rồi. Hết bảo hành lâu rồi các bạn.
80 GB có cái là 160 với 250, còn toàn bộ là 80 GB hết nha các bạn. 80 GB thì mình để cho mấy bạn 50k nha, 50k một cái. Bạn nào có nhu cầu mua ổ cứng để cài cái win thôi á thì mình cũng có để cho mấy bạn lựa nha. Rồi cái main với CPU 100.000 nha, cái màn hình đây thấy thì cũng có nói giá rồi đó. RAM 2 GB cũng có, 4 GB cũng có, RAM 3 nha các bạn, RAM còn bảo hành luôn nha các bạn, RAM này còn bảo hành luôn nha các bạn. Rồi ai có nhu cầu thì nhanh tay rồi điện cho mình nha.